Hiện nay thì cá tra tại An Giang được thu mua với mức giá chỉ còn khoảng 18.000 đồng một kg, trong khi vào năm ngoái con số này là 36.000 đồng một kg. Đặc biệt có doanh nghiệp tại đây vẫn còn tồn động trên 54.000 tấn cá tra. Tuy cá đã đạt trọng lượng từ 1,2 kg đến 1,8 kg một con, nhưng do giá thu mua quá thấp nên doanh nghiệp vẫn chưa thể xuất bán. Từ xưa tới giờ không có năm nào mà rất thê thảm như năm nay. Giá cá bữa nay mỗi ngày mỗi sụt. Bây giờ hiện thời thị trường mà cá chợ mà cá bự từ 2 kg, 2,5 kg sắp lên là nó mua có 17.600 à. Giá cá tra năm nay rơi xuống mức thấp được lý giải do nhiều doanh nghiệp còn hàng tồn kho nên đã không thu mua cá trong năm 2019. Theo ghi nhận, việc thả nuôi cá tra ồ ạt đã dẫn đến cung vượt cầu, góp phần làm giá cá giảm mạnh như hiện nay.